Clip tiếp theo nữa là một cái máy Yanmar. Xe nâng đang nâng nó lại cái chỗ cái sàn nước. Anh em cứ chờ đợi nha, để coi tem mạc như thế nào. Nâng cái chân nó lên, nâng chân lên cho vững cái máy nha. Máy này về bữa mùng 10 Tết nha, cho nên là đem ra vệ sinh lại. Yanmar, chút nữa xịt rửa xong thì mình coi tem mạc của nó nha. Có luôn phải không? Đây, tem mạc ở đây. HD35 110 kW, 2180 vòng trên 1 phút. Hộp số của nó là 6 tua. Vậy dòng này là tải nha, không có tốc độ, dòng này tải, 6 tua là tải. Để mình nhân ra coi được bao nhiêu HD. Chút rửa ra là nhìn khác đi nha. Chờ xíu nha anh em. Giờ lấy 110 nhân cho 1.36, vậy làm tròn là 150 HD nha. 150 ngựa, 150 BS số nè. Ở đây máy là toàn bộ là trên 80% nha, trên 80% mới được nhập về nha anh em. Ở đây là quá đơn đỏ đầy đủ hết toàn bộ à. Còn anh em muốn kiểm tra là ở đây thợ người ta sẽ kiểm tra hết cho anh em. Cốt miễn gì đó, chút nữa nổ máy nghe chơi nha. Khoái nghe mấy em này nổ lắm, mà Yanmar thì cái tiếng nổ nó không có lớn như cái dòng Mitsu. Để coi uy lực của em này như thế nào. Lấy gió này nhìn đã ha. 4 ống Yanmar. Tem mạc còn hết. Rồi bây giờ mình mở coi trong cò nha. Bóng hơi luôn, im. Tem mạc còn nè. Tem mạc lắp cò. Chưa qua dầu. Chưa qua dầu, chưa qua dầu. Đây. Quốc. Dầu. Trong ngành thì nhìn là biết ha. Nói chung thì dầu mỡ thì để máy lâu quá thì nó chưa có qua, cho nên là phải kiểm tra lại phần này. Chờ một xíu nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
máy này nổ ghê gớm thiệt. Không tắt được luôn bạn à. Bữa bên đây cũng có rồi mà. Đâu, em bị có, tiểu lấy. Kiểm tra tiếp lô luôn nha. Bên tấm hương cũ còn. Tiếp lô này bán cái mấy triệu nha. Kiểm tra hai lần tại hai tiếp lô nha. Rồi vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Đó, tới giờ mấy anh rửa rồi đó.